đạo Phật dạy con phải bốn cái chân lý này: khổ, tập, diệt, đạo. Thấy không? Khổ là cái nguyên nhân, nói do tham si con người mới khổ, là cái chỗ mà tham si mới khổ, phải không? Thì người nào cũng có tham si là người nào cũng có khổ. Rồi bây giờ tới tập là cái nguyên nhân mà sinh ra tham si là cái lòng ham muốn. Cái đó là cái chân lý của ai cãi được. Mà cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự là cái trạng thái diệt đế, không tham si. Bây giờ con chưa tu con cũng thanh thản an lạc vô sự được chứ đâu phải không? Do con nhận được cái trạng thái đó con biết trong một giây. Chỉ một giây chứ một phút là con chưa đủ giữ nữa đâu. Phải không? Con ngồi hơi thì có niệm thì làm sao con thanh thản được? Đúng rồi. Cho nên con nhận ra được cái chân lý, cái chỗ đó là chỗ giải thoát của con rồi, dầu là một giây. Người chưa tu người nào cũng nhận ra được, bởi vì cái đó là cái chân lý của con người mà. Chứ làm sao nói tôi chưa tu tôi không biết cái đó? Mấy người nói sai. Nếu mà tôi chưa tu tôi chưa biết cái đó thì tôi đi cái cảnh giới mơ hồ. Nói Phật tánh, tôi giờ tôi chưa biết Phật tánh mà nói Phật tánh là mơ hồ. Còn bây giờ tôi biết rõ ràng là cái trạng thái thanh tạng là vô sự, chỗ này nó có tham si đâu. Thì cái này là chân lý rồi. Thì người nào cũng nhận ra chân lý. Bây giờ có tu cũng nhận mà không tu cũng nhận. Không phải không? Bây giờ muốn bảo vệ cái chân lý này, nó từng sống từ giờ này đến giờ khác 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ, để nó sống trong cái trạng thái này bình an thanh tạng như vậy. Muốn bảo vệ nó được vậy thì đây là con đường đạo đế. Phải không? Đạo đế thì nó bắt chánh đạo chứ, con nhớ 8 lớp học không? Ba cấp giới định tuệ. Ăn hồi mình đi vào cái lớp này mới bảo vệ cái chân lý này được. Thì rõ ràng là tôi học cái lớp này tôi mới bảo vệ cái này. Mà bây giờ tôi biết cái này rồi tôi mới học cái lớp này, chứ tôi chưa biết cái lớp này, tôi chưa biết cái trạng thái này mà tôi học lớp này, tôi chưa biết tôi học để tôi đi đâu đây. Con hiểu không? Lúc này Đức Phật mới đưa ra bốn chân lý, thì đưa ra một chân lý là sao được? Đúng rồi, tứ diệu đế. Đúng rồi, tứ diệu đế. Đó, thì bây giờ Đức Phật đâu có dạy mình ức chế cái vọng tưởng mình đâu. Đức Phật bảo ngăn á diệt á sân tiện, trong tưởng tiện ác pháp nó làm đau khổ mình, dục nó làm đau khổ mình nè, thì ngăn diệt cái đó chứ đâu phải là ngăn cái niệm. Bao giờ ở của Đức Phật bảo mình ngăn niệm diệt niệm đâu. Bây giờ mình chống khuôn với nhau, mình niệm Phật cho hết niệm, rồi mình ngồi mình buông cái tâm mình cho hết vọng tưởng. Như vậy cái cách rồi mình phủ đầu cho nó không có vọng tưởng. Trời đất đó, bộ mình đi sao ông Phật giải khác mình làm khác à? Mà sao tại về tịnh độ ông ta cũng dùng cái niệm Phật quyết rồi. Bởi vậy họ tưởng nghĩ là họ điên hả? Ông Phật dạy định niệm hơi thở, còn thấy đâu có dạy mình nương vào hơi thở để cho mình ức chế tâm đâu. Ông Phật dạy rõ ràng, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra, đó là cái đề mục đầu tiên, để nhiếp luôn hơi thở rồi. Thì tới đó thì tâm con thấy cái đề mục thứ hai, thì Đức Phật dạy hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài. Nó có còn ở cái chỗ nhân trung của mình theo hơi thở dài ngắn. Rồi kế cái đề mục nữa, dạy hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, để cho mình sử dụng có lúc cái hơi thở mình dài, có lúc hơi thở ngắn mà. Nhưng mà lúc mình cứ chú tâm về hơi thở, lúc mà mình tỉnh thức để cho niệm nó không tới, không à, mà không phải niệm tới đâu, để có niệm nhưng mà mình nhiếp tâm. Bây giờ nó nhiếp tâm và an trú nó hai phần, mình nhiếp tâm bây giờ đó, mình nhiếp tâm nè, tôi nhiếp trong cái hơi thở này, tôi biết hơi thở nhưng mà có niệm vô tôi cũng còn biết hơi thở chứ chưa phải mất hơi thở. Dạ đúng, rất là tôi đang nhiếp tâm. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Còn bây giờ tôi an trú là không có niệm. Dạ. An trú cho nên có cái phần ức chế tâm. Dạ đúng, cho nên vì vậy mà tôi an trú trong một phút chứ tôi không an trú hai phút. Đúng. Mà tôi nhiếp tâm có thể 30 phút được. Nghĩa là tôi hít vô thở ra. Đúng. Nhưng mà có niệm thì có niệm, mặt nó tôi mặt không quên hơi thở được thì thôi. Kệ nó này. Kệ nó đâu có sao. Tôi đâu có diệt cái niệm chi. Phải không? Dạ. Tôi nhiếp tâm mà. À. Mà bây giờ tôi nhiếp tâm đó, bây giờ cái cơ thể tôi bị bệnh. Dạ. Đau nhức cái đầu, tôi nhiếp tâm tôi an trú luôn. Nghĩa là tôi tập trung rất căng lắm để mà tôi xả cái thọ trên thân luôn. Thì tôi nhiếp tâm tôi an trú thì tôi tự ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thấy. Trong khi thầy kêu cái thân của thầy thì ta ý bảo nó an tịnh, thì trong khi đó thầy nhiếp trong hơi thở thì ở trong hơi thở, mà thầy ta ý bảo nó an, thì một lúc cái đầu thì hết cái bệnh của thầy hết. Cái mục đích cái hơi thở để đối trị cái bệnh. Ví dụ mình gặp một cái cơn đau quá trời đau này, thì lúc đó mình biết cái đau đó là cái thọ, nó biết là giả. Nhưng mà mình thí dụ mình chịu không nổi thì sao? À, mình chịu không nổi thì mình mới nương vào cái hơi thở là mình chịu nổi. Còn con không lương vào hơi thở là con chịu không nổi. À, cái quán nó là giả mà nó cũng vẫn đau. À, nó giả mà nó đau ghê rồi cái quán không nổi. À, bởi vì con ở trong cái chỗ đau là sao con không quán nổi. Đúng rồi, con ở chỗ đau, đau quá, con biết quán nó là sắc thọ tưởng hình thức là giả rồi. Giả. Nhưng mà bây giờ nói là giả là biết, nhưng mà nó hành đau quá nó là đau cái quá. Ngồi chịu hết nổi cái hết nhắc nổi rồi. Bởi vì Đức Phật nói đó là cái phương pháp người ta ý bây giờ đó, cái cây đòn, cái phương pháp cách ý là cây đòn để mình đẩy, mà mình nương tựa chỗ nào mình đẩy, chứ cây đòn mà không có cái điểm tựa làm sao đẩy. Làm sao đẩy cái bệnh, đẩy cái nghiệp được. Bây giờ cái thân mình đau là cái nghiệp rồi. Con hiểu không? Dạ. Bây giờ nó thầy mới tác ý thọ là vô thường, đó là mình nói đúng. Dạ. Ví dụ các cảm thọ này, hồi nãy không đau, bây giờ đau là nó không vô thường. Dạ. Thì do đó mình nó thọ vô thường.
cái đầu mình nhức hay cái bụng mình đau, cái đầu nhức đi đúng, hồi nãy mày không đau mà bây giờ mày đau mày phải rời khỏi thân phận. Đó là cái lệnh của mình, tác ý, ý thức tác ý à, tác ý, tác ý, tác ý rồi, tức là lấy cái ý mình, lấy cái ý mình dẫn cũng như lấy cái giọng đè lên cái này, không phải đó không? Cũng là vọng tưởng không phải, không phải rồi. Lấy cái ý thức để ý thức mà đuổi cái bệnh đi chứ không có đè nó rồi bắt đầu đó mình mới nương vào cái hơi thở để mình trú trong đó để cho cái ý thức lực này nó đẩy cái bệnh ra. Cái ngầm cái lực của nó đẩy ra thì do đó khi mà mình tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này đi rời khỏi thân thần. Than tịnh thân thần, tôi biết tôi vô than tịnh thân thần, rồi hít vô thở ra năm hơi thở tác ý năm hơi thở. Mình cứ tác ý, mình đau mặt đau mà mình cứ ôm chặt cái pháp đó mình tác ý, cứ tác ý chút cái tác ý, tác chút tác ý, tác ý hơi cái mình hơi cái nó an trú ở trong cái hơi thở được rồi, nó an trú cái nó quê. Mình chưa an trú thì mình còn thấy đau nhưng mà mình tắt ý hơi cái mình an trú được là nó an trú vô cái nó quên cái đau nó quên đau cái chừng mình nhớ lại mình thở ra nó hết bị nó đẩy luôn rồi. Đúng rồi vậy đó hả thầy, cái phương pháp là để trị bệnh mà đấu trị mà nó có phương pháp đấu trị, còn đau gì nó cũng đẩy luôn. Và thầy biết sao không biết cách có phương pháp thì không có coi đó là một số vị thiền sư nói rằng là đấu trị tức là còn đối đãi mà đối đãi thì chưa gọi là trời đất ơi đạo họ con sẽ nói đạo Phật ra đời đạo Phật dạy chúng ta làm chủ bốn sự sinh già mình nhé, tức là phải có sự đối trị bốn sự đau khổ. Cái đạo Phật có nói duyên thượng thiên ngã duyên ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử trên trời dưới trời, con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết. Cái câu đó như vậy, làm chủ tức là mình đối trị sự khổ của mình chứ ông đi tu ông nói còn đối trị là không giải thoát. Nó còn đối đãi không vậy Pháp? Mà tôi đối trị làm cho tôi hết đau, tôi trở về bình thường, tôi là tôi giải thoát rồi, chứ tôi đâu cần mà tôi đi cõi nào. Còn mấy ông sợ bây giờ tôi còn đối đãi, tức là tôi còn hỏi cõi thế gian gì. Còn hết đối đãi, ông đi cái chỗ mà không đối đãi thì ông đi vào cái chỗ hư tưởng mà. Chứ là không tưởng. Đúng rồi. Cái chỗ cõi đó là chỗ không tưởng. Tại vì giải thoát mà chỉ biết giải thoát ngay hiện tại thôi. Giống như con ngồi đây, chỉ biết con đang đây, còn có những cái mà qua rồi đâu. Cái tới đâu biết đâu biết mà còn giờ cứ còn cho nó là đối đãi đó hả? Hiện tại mình cứ nói đối đãi, mình đi tìm cái chỗ không đối đãi thì cái chuyện không tưởng rồi, đâu có thật. Làm sao bây giờ tôi đang sống ở trong cái thế giới đối đãi mà tôi làm chủ cái đối đãi này, tôi giải thoát chứ tôi đâu có cần đi tìm cái cõi nào. Còn mấy ông đi tìm cái cõi mà không đối đãi đâu, kiểu đó là cái kiểu hư tưởng của em, không tưởng nữa rồi, cái hư tưởng mấy ông sai. Có thể thấy bây giờ ông cứ nghĩ cái cao, nghĩ cái bây giờ ông cho thế giới này đấu đại mà ông chưa làm chủ được cái đấu đại mà ông đi tìm cái không đấu đại thì ông chỉ hư tưởng không thôi. Ông bây giờ ông làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Nếu mà ông chủ, ông làm chủ được cái đấu đại thì ông mới nói cái chuyện mà không đấu đại. Con này ông chưa làm chủ mà ông muốn sống trên cái không đấu đại thì ông làm sao sống được? Ông chưa làm chủ nó làm sao ông đi khỏi? Ông còn bị ràng buộc cái nè. Còn tôi bây giờ tôi làm chủ nè, tôi không cần đi cái chỗ không đấu đại không, nhưng mà nó sẽ tới không đấu đại, tại vì tôi làm chủ cái đấu đại, tôi làm chủ nó rồi. Cái này là cái đúng mà đạo Phật dạy chúng ta làm chủ cái đấu đại, sống trong đấu đại mà chúng ta không bị đấu đại. Còn ông không làm chủ mà ông đòi cái không đấu đại thì cái chuyện hư tưởng của ông sống trong cái hư tưởng, bây giờ ông có làm chủ nó được đâu. Cái lập cái đấu đại mà ông làm chủ, ông cứ cho nó là đấu đại không cần, ông chỉ sống, ông sống hư tưởng. Còn tôi bây giờ tôi làm chủ cái đấu đại, vì vậy tôi làm chủ thì tôi phải ở trong cái không đối đãi chứ. Nhưng mà tôi đâu có nói cái không đối đãi, nếu mà tôi nói ra tôi sống trong hư tưởng. Còn ông bây giờ chưa làm chủ mà ông muốn cái không đối đãi thì ông là tại cái đó chưa tới mà. Ông chưa tới. Ông chưa có làm chủ cái thấp mà ông đòi hỏi cái cao. Ông sai. Đúng rồi. Sai. Sai lắm. Trong cái đối đãi mà ông chưa có làm chủ được cái đối đãi. Dạ. Thì ông đâu có đủ khả năng, ông chưa có diễn tả được cái phương pháp làm chủ đối đãi. Bởi con gặp thầy cũng mừng quá. Thầy biết sao, con đọc sách mấy hôm nay rồi con thực hành rồi, sao tự nhiên con nói ủa sao cái điều đó sai giờ mới biết nào tới, mà mình biết rằng là cái trình độ mình mới tới đây à, mình mới có học tới lớp này, tại sao mình thực hành được tới bên kia, bây giờ cái niệm nó còn hoài sao mình sao nói là không đối đãi đi hết niệm, thôi cứ nó tới mình phải đối đãi đi cho nó hết chứ, bây giờ kêu nói còn dùng giọng là còn đối đãi, còn dùng giọng đè còn đối đãi, còn dùng cái này cái kia để tức là quán, tức là còn đối đãi, nó là không cho quán luôn, tức là phải vượt qua cái quán chiếu luôn. Mà sao mà con nghĩ thôi, con chưa đủ trình độ để vượt qua quán chiếu mà con phải dùng cái quán chiếu để con vượt qua nó chứ. Tức là ở trong cái thế giới đối đãi mà không làm chủ được cái thế giới đối đãi mà ông vượt bỏ nó đi, ông đi cái đường lối nào ông đi vào cái chỗ mà không đối đãi không là khó. Tức ra ông muốn đi cái đường đó là ông phải sống, ông làm chủ cái đối đãi, từ cái ông làm chủ được cái đối đãi nó mới cái không đối đãi.
Con hiểu cho đây chưa? Dạ. Con hiểu rồi. Cho nên ông Phật dạy mình cách thức để làm chủ. Tác ý một tướng khác thì tướng kia sẽ, tức là đối đãi, để đối đãi rồi. Dạ. Tác ý một tướng khác để một tướng kia sẽ đem lại bình an. Tức là khi mình tác ý thì bên kia cho là đối đãi đó phải không? Đó, cho, đãi. Cho là đối đãi đó. Không hiểu là bên bên đây dùng tác ý, bên kia cho là đối đãi. Cho đãi. Nhưng mà cuối cùng tôi nhờ cái tác ý mà thành ý thức lực của tôi làm chủ được cái sinh già bệnh chết. Dạ,